Xin chào mọi người đã quay trở lại với video chia sẻ với các bạn là cách bảo dưỡng máy lọc nước và rất là nhiều bạn thì đang gặp phải cái vấn đề đó chính là máy lọc nước của các bạn này à, hoạt động không đúng với cái công suất uh, máy như là các bạn mua lúc đầu phải không ạ? À, lúc đầu mua về với cái công suất cũng như là cái chất lượng lọc nước rất là tốt. Nhưng mà sử dụng một thời gian ấy thì Tình trạng chung của rất là nhiều các cá nhân gia đình thì gặp phải cái tình trạng đó chính là máy lọc nước không được sạch như là như là ban đầu cũng như là, như là ban đầu các bạn mới mua về hoặc là chất lượng cũng như là cái cái cái, cái lượng nước cái công suất lọc nước của máy ấy, rất là hạn chế thì nguyên nhân là đâu. Thì trong video mình sẽ chia sẻ. Đấy thì thực ra các bạn đã biết là máy lọc nước hiện tại thì rất là phổ biến các bạn nhé thực sự rất là phổ biến đó ờ, nguồn nước của chúng ta bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng đấy các bạn đã biết là cái nguồn nước của chúng ta không được sạch đấy nguồn nước nguồn nước của chúng ta hiện tại không được sạch nếu mà nguồn nước ở một số khu vực như là vùng núi vùng rừng nguyên sinh ấy, thì còn đỡ hơn một chút nhưng mà hiện tại thì những cái nguồn nước ở trong cái 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 khu vực như đô thị ấy, thì do quá trình của đô thị hóa cũng như là quá trình của 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 những cái chất thải càng ngày càng nhiều ấy. Đấy chất thải công nghiệp ấy thì dẫn đến cái nguồn nước của chúng ta không được sạch cho nên là các bạn đã biết là máy lọc nước bắt đầu ra đời. Cách đây khoảng vài chục năm thì các bạn đã đã biết là khi mà chúng ta vào trong rừng ấy chúng ta thấy cái nước chảy ra từ trong những cái khe thực tự chúng ta uống còn thấy ngọt cơ thì ngọt như là máy dọc nước vậy đó nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì rất là ít những rất là ít người có thể là uống được như vậy nữa bởi vì là tất nhiên là uống như vậy thì có những cái chất và có những cái vi khuẩn này thì nó vẫn có thể là ảnh hưởng đúng là ảnh hưởng đến, đến 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 đến, đến cơ thể nhưng mà cái ví dụ mình đưa ra cho thấy là cái nước hồi xưa sạch hơn nước bây giờ phải không ạ? Bây giờ có rất là nhiều nhà máy tí tỉ các nhà máy thải những cái chất thải khói bụi như là chất thải công nghiệp lên bầu trời, lên ra nguồn nước, kênh mương rạch các thứ được Đó, cho nên là máy lọc nước bắt đầu ra đời và bắt đầu thịnh hành trong mấy năm gần đây, đúng Đó. Uh, ngày nay ấy thì các bạn đã biết là Máy lọc nước trở nên rất là làm một trong những cái thiết bị rất là thiết yếu các bạn không thể thiếu trong mỗi gia đình. Đó, để giúp cho uh, để để giúp máy lọc nước tạo ra cái nguồn nước chất lượng cao, đảm bảo độ bền ấy thì chúng ta cần phải biết bảo dưỡng, đặc biệt là vệ sinh lõi lọc các bạn ạ. Đấy. Vệ sinh lõi lọc. Các bạn đã biết là cái nguồn nước của chúng ta ấy thì hiện tại ấy, thì các bạn uống nó nó thực sự nó còn quan trọng hơn cả cái thức ăn như là cơm gạo là thức ăn bổ sung vào nước bởi vì các bạn một thời gian ngắn các bạn không có nước ấy, thì các bạn có thể là dẫn đến tình trạng là các bạn bị mệt hoặc là các bạn có thể là thậm chí là các bạn nhịn nhịn đói tổng khoảng mấy ngày hàng tuần cũng được nhưng mà nhịn nước là các bạn không thể không 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 có nước để uống các bạn sẽ rất là bị kiệt sức và các bạn sẽ dẫn đến tình trạng bị gọi là bị chết luôn các bạn đó. ví dụ như ai có thể nhịn nước được khoảng một tuần các bạn ạ không chẳng hạn đó cho nên là các bạn nước rất là thiết yếu thực sự mà nói là ví dụ như ở đây chẳng hạn khi mà các bạn vệ sinh ấy đấy thực sự, mà nói là rất nhiều bạn ấy, vệ sinh máy lọc nước mà chưa biết cứ tưởng là sử dụng được là ok là sử dụng rồi được chưa đó thì uh, thực sự là nói các bạn cái máy lọc nước của chúng ta thường chúng ta sẽ thấy là có ba lõi lọc chính rồi các bạn phải chú ý cho mình này ba lõi lọc chính nhá đây một hai ba đấy ba cái lõi lọc này ba lõi lọc chính ví dụ nhá để đây có một lọc, máy lọc nước ba lõi lọc một hai ba lõi lọc đầu tiên đấy thì là sẽ là lõi lọc thô đó lõi lọc thô tiếp theo là trường sẽ, lõi lọc này ấy thì lõi lọc thô này thì nó sẽ làm nhiệm vụ này các bạn thêm này đây là ví dụ như đây là lõi lọc nó bị đen như này. các bạn khi mà các bạn vệ sinh lõi lọc các bạn đừng để kiểm tra thường xuyên, đừng để nó bị đen quá. lõi lọc nó bị đen như này thì nó rất là uh, rất là không tốt cho máy. được chưa? nó rất là không tốt cho máy. các bạn phải phải kiểm tra, phải kiểm tra máy thường xuyên. được chưa? phải kiểm tra máy thường xuyên. phải kiểm tra máy thường xuyên là các bạn nên thay. được chưa? thay để tránh bị bị hỏng để tránh bị hỏng cũng như là bị tắt những cái ống lõi lọc tiếp theo đấy các bạn phải thay ngay những cái lõi mà 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 lõi lọc mà ban đầu ấy bởi vì những cái lõi lọc ban đầu nó rất là rẻ nó chỉ và thậm chí vài chục thậm chí là tiền trăm thôi nhưng mà các bạn đã thấy là có những cái lõi lọc lọc ở bên trong lõi lọc nano hoặc là lõi lọc lố ấy thì thường đối với dòng máy lọc nước lỗ thì thường có nói lọc ô thì nó đắt đến tiền vài trăm bằng ạ. Đó cho nên là các bạn để để bảo quản tốt ấy thì các bạn nên nên, nên 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 vệ sinh, thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là thay thế những cái lói lọc 1 2 3 nó rất là rẻ tiền, được chưa Tránh cái hiện tượng là các bạn không thay những cái nó lọc 1 2 3 hoặc là không, không vệ sinh những cái nó lọc 1 2 3 thường xuyên ấy thì nó sẽ dẫn đến bị tắc những cái lõi lọc tiếp theo. Ví dụ như lõi lọc nano hoặc là lõi lọc tạo khoáng đó tạo khoáng và tạo những cái mùi vị, tạo vị cho nước, tạo vị cho nước. Các bạn phải chú ý cho mình các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn phải vệ sinh những cái lõi lõi này nào, màu như này thì các bạn nên, nên nên vệ sinh thường xuyên. Các bạn nên vệ sinh thường xuyên chứ không cần phải gọi thợ nước về để các bạn vệ sinh đâu. Cái này các bạn phải chủ động. Ai cũng phải biết làm phụ nữ hay là đàn ông thì cũng phải biết làm cái này các bạn. đó các bạn đừng 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 có chủ quan là thay lõi lọc thì xong rồi ạ thì thường ấy thì các bạn sẽ phải vệ sinh để ví dụ như vệ sinh lõi lọc thô này đấy lõi thục lõi lọc này thường là năm năm km chưa đó thì lõi này thì nó sẽ loại bỏ những cái cái chất cặn bẩn này dỉ xét những cái tạp chất kim loại nặng để bảo vệ đó để 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 vệ sinh lõi này thì các bạn sẽ để sẽ tháo ra để vệ sinh trước khi tháo các bạn phải ngắt nguồn nước đi các bạn nhé để tháo ra vệ sinh cái lõi này đó sau đó thì các bạn thứ nhất là các bạn có thể vệ sinh qua dùng khăn được dùng để khăn cho nó ngâm xuống nước sau đó các bạn vệ sinh hoặc là các bạn có thể là sử dụng dung dịch để vệ sinh ví dụ như có thể sử dụng dung dịch muối loãng hoặc là sử dụng dung dịch nhiều bạn sử dụng dung dịch như, vậy, như là à, giống coi là giống ăn đấy pha với cái tỷ lệ một một với nước đấy để bởi vì giấm nó cũng là một trong có có, có tính axit thì các bạn khi mà mà à, có 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 kiểu như nó là một trong chất là một kiểu như axit nó sẽ tác dụng nó sẽ làm tan những cái cặn bẩn ở trong lõi lọc thì các bạn có thể ngâm với cái nước muối trong khoảng giờ hoặc là vài giờ sau đó các bạn lấy ra sau đó các bạn vệ sinh đó vệ sinh đó, các bạn đổ nước vào đây sau đó vệ sinh đó, vệ sinh thì các bạn thì thường ấy lõi lọc của chúng ta khi mà chúng ta chạy ấy và chú nhá chạy ấy, thì nước nó sẽ ở nó sẽ chảy ra bên ngoài này sau đó nó sẽ ngấm vào bên trong được chưa các bạn nhé ngấm vào bên trong sau đó nó lại lại đi theo lõi thứ hai rồi từ nó sẽ bám ở đấy bụi bẩm ấy được chưa? sau đó các bạn uh, dùng một cái thổi các bạn có thể thổi bằng miệng hoặc là các bạn sử dụng máy thổi đó thổi lại cái nước ở bên trong đẩy ra bên ngoài thì cặn nó sẽ từ bên từ phía ngoài này nó đẩy đi để đi đẩy đi ạ nó dính phía ngoài này đấy thì thường các bạn sẽ vệ sinh cái lõi số 1 này thường xuyên thì, thì có thể là vài tuần hoặc là hai tuần các bạn nên vệ sinh một lần vì tùy cái lượng nước của bạn sử dụng nhiều hay là ít nữa đấy dùng nhiều ít các bạn nên vệ sinh bởi vì là vệ sinh thì nó sẽ giúp ngăn chặn được những cái chất, những cái nước hoặc là những cái chất nước nó 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 đi vào cái lõi lọc thứ hai và lõi lọc thứ ba nó sẽ bị nó bị cắt, bị tắc. Cho nên là bạn vệ sinh, vệ sinh đi thì những cái chất bẩn càng ít thì nó sẽ giúp cho lọc tốt hơn và nó cũng đỡ hại cho những cái lõi lọc tiếp theo. Được đó. Thường ấy thì 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 các bạn nên làm sạch cái lõi lọc này thường khoảng một tháng hoặc là hai tháng. Đấy, hoặc là 3 tháng một lần thì tùy cái lượng nước của bạn nhiều hay ít các bạn thấy nó bẩn bẩn một tí thì các bạn bắt đầu vệ sinh luôn Đấy, ạ. đó và các bạn sẽ tầm khoảng tầm khoảng một tầm khoảng 6 tháng đến một năm thì các bạn nên thay cái lõi lọc này Đấy, tùy cái lượng nước của bạn nhiều nước có người thì tầm khoảng 3 tháng người ta đã thay lõi lọc này rồi bởi vì lõi lọc này nó cũng khá, khá rẻ nó chỉ chưa đến 100 trăm nghìn chẳng hạn đó các bạn nên vệ sinh đi đó sau đó dùng một thời gian các bạn nên thay các bạn nhé đấy như mà mình đã nói về vệ sinh đi thì thay thường cái lõi lọc này nó sẽ có là, là 5 mic, 5 micromet được đấy còn lõi lọc thứ hai ấy lõi lọc thứ hai thì sẽ là lõi lọc ví dụ như ở đây thường là sẽ là lõi lọc cũng là một trong những cái lõi lọc thô tiếp theo được đó đấy cation thì lõi lọc thì thường ấy thì các bạn cũng có thể lau bằng cái vải sạch à, vải vải sạch hoặc là ngâm mới trong dung dịch mũi từ dạng mũi loáng ấy đấy thì nó sẽ giúp cho vệ sinh được tốt hơn dõi này thường có thể lọc cũng như là có lõi này thường là 1 1 micromet được chưa đó tiếp theo là là các bạn sử dụng cái than cát có nghĩa là lõi lọc thứ ba là lõi lọc than cát hay gọi là than hoạt tính ấy. đấy đó, cái này là bẩn rồi các bạn ạ. Đây. Đây, lõi lọc này là lõi lọc uh, lõi lọc 5 micromet còn lõi lọc này là lõi lọc ờ uh, 1 micro 1 micromet, micromet. Đây. Đó. Còn đây là lõi lọc than hoạt tính các bạn nhé Than hoạt tính cũng như là than cát cái lõi lọc than hoạt tính này ấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta khử mùi các bạn nhé khử mùi gọi là đấy khử mùi ví dụ như những cái chất những cái màu bẩn này và nó tạo độ trong cho nước các bạn nhé đấy à, loại bỏ những cái kim loại nặng gây hại cho cơ thể có, nghĩa là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của con người ấy. đó nói than than hoạt tính này các bạn vệ sinh cũng khá đơn giản các bạn tháo ra các bạn có thể ngâm với cái dung dịch nước muối muối nước muối loãng hoặc là các bạn đấy dùng thường là dung dịch mũi nước muối láng hoặc là các bạn có thể ngâm với với giống được nhưng mà thường uh, nước muối láng thì nó cũng vệ sinh khá tốt để các bạn để nên vệ sinh cái lõi này đấy các bạn áp dụng cho các dòng như calo uh, calophy hoặc là kanguru kang uh, kanguru australia à, uhm. cái gì kanguru này máy lọc nước Aqua này hoặc là Kanguru đấy Kanguru. thực ra những cái thương hiệu máy lọc nước này ấy, thì nó, nó 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 tạo ra thành một cái thương hiệu riêng nhưng mà nhiều máy ấy vẫn sử dụng những công nghệ lõi của những cái nước nhập khẩu ấy có nghĩa là nhập khẩu từ những cái lõi mà sản xuất dụ như lõi lô ô thứ ấy, hoặc là liên doanh. Thực sự cái máy lọc nước này những cái công ty lập ra ấy, thì họ cũng chỉ là lắp ráp thực sự lắp ráp máy lọc nước nó khá là đơn giản. Nhưng mà có một có đa số những cái công ty ấy thì họ lập ra cái máy, phải dạ các bạn nhé. Họ lập à sorry họ họ tạo lập công ty, họ tạo ra một cái thương hiệu cũng như là cái marketing và cũng như là cái tạo ra một cái sản phẩm. Nhưng tạo ra một cái sản phẩm gì đó hình thù cũng như là thiết kế của cái hộp này đứng hay là ngang hay là dọc. Nhưng mà cái cái bản chất cái 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 khung xương của cái thiết kế máy lọc nước ấy, LO cũng như các thứ nó đều có những cái lối lọc như vậy. Và tiếp theo qua những cái lỗi lọc chính lại bỏ những cái chất bản, chất 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 bẩn đi và tạo thành nước tinh khiết ấy thì mỗi hãng thì nó sẽ tạo ra những cái công nghệ riêng, ví dụ như tạo cái độ 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 ngọt cho nước này, đấy và cái công nghệ công nghệ sử dụng những cái bơm cao áp như các thứ thì đa số những cái một số công ty thì họ vẫn nhập khẩu từ nước ngoài về các bạn sau đó họ lắp ráp thực sự lắp ráp máy lọc nước rất là đơn giản nhiều bạn còn hỏi mình là có thể nâng cấp máy lọc nước từ 6 lên 10 lõi lọc được không được các bạn ạ. nâng cấp lên tận 15 16 lõi lọc còn được được chưa đó nâng cấp khá đơn đơn, giản các bạn ạ. đó bạn nào uh, thực sự đơn các bạn có đồ các bạn có thể nâng cấp được mình nâng cấp thì khá là đơn giản các bạn có đồ thì một ngày các bạn có thể nâng cấp được rất là nhiều máy thậm chí là còn có thể lắp ráp luôn lắp ráp không chỉ cần các bạn mua về lắp ráp mà các bạn gắn vào tường các bạn không cần cái hộp như này cũng được nó khá là đơn giản đấy đó còn đối với trường hợp là các bạn là các bạn những cái lõi lọc tiếp theo là lõi lọc LO đấy lõi lọc LO này Đối với trường hợp lõi lọc LO, lõi lọc LO ví dụ như có những cái dòng máy lõi lọc ấy. Ví dụ như Kangaroo hoặc là Aqua là cái thứ thì nó có một lõi như này. Còn đối với một số lõi lọc LO của những cái thương hiệu khác. Nhưng mà đa số mình thấy là có thể là lắp cho nhau được. Có thể lắp lắp cho nhau vẫn được. Chúng ta không cần quan trọng là phải 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 đấy đâu. Được chưa? Đó. Uh, nhiều thấy, mình thấy nhiều thấy, nhiều ấy, những cái lõi lọc kangaroo ấy, để gắp cho calofi được, nhưng mà để ổn định ấy, thì háng ấy, thì, thì, thì thường ấy, thì lắp cho những cái dòng máy, thì thường chuyên cho những cái dòng lõi chuyên dụng như, như, như calofi hoặc là kangaroo đấy, ví dụ như calofi thì các bạn có thể thay luôn cả cái lõi, ấy. nó gọi là đúc sắn ở bên trong luôn, các bạn không thể tháo được, đấy, Đó thì nhiều bạn bảo là không thể tháo được thì nó cũng là trở ngại đấy trở ngại ví dụ như các bạn không thể vệ sinh được Nếu muốn đục muốn phá ra thì nó sẽ bị hỏng còn đối với những cái lòng lõi mà có thể tháo rời ví dụ như ở trên này có thể tháo rời là từ cái ống vì từ ống này chẳng hạn có thể tháo rời ra như vậy, thì nhiều bạn cũng có thể lấy về sục là vệ sinh lại hoặc là ngấm với nước muối loãng hoặc là vệ sinh với dung dịch tạo có nghĩa là dung dịch muối loãng hoặc dung dịch dẫm ấy à, nước giấm ấy để các bạn vệ sinh lại đó. Cái lõi lọc này nó khá quan trọng đối với dòng máy lọc nước lô nhé Sau khi qua những cái lõi lọc thô Đấy, qua lõi lọc thô, qua lõi lọc Những cái lõi lọc thô qua than hoa lọc kính các thứ Thì nó sẽ đến với cái lõi lọc nano các bạn nhé Sau khi qua lõi lọc nano thì sẽ trở thành nước tinh khiết Và nước tinh khiết bây giờ sẽ qua những cái lõi lọc tiếp theo về tạo độ vị, độ ngọt cho nước Đấy Phải không ạ? Đấy cho nên là các bạn cần phải lưu ý Các bạn cần phải chú ý là những cái lõi lọc này khá là quan trọng Khi mà các bạn những cái lõi lọc này bị bẩn ấy Thì nó sẽ làm cho cái nước của chúng ta không thể Không thể Không thể sạch được và dẫn đến cái tình trạng là nước Uống sẽ có mùi vị Khi mà các bạn nhiều bạn bảo là đo chỉ số TDS ở trên bút ấy, đo chỉ số TDS của nước tại sao chỉ số TDS cao như vậy và chỉ số TDS cao thì nó cái chỉ số TDS của bút thử TDS ấy nó chỉ đo được cái 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 cái, cái có nghĩa là cái, cái cái, cái hàm lượng ở trong nước là nước tinh khiết hay là nước nước không tinh khiết ví dụ như các bạn đo nước bẩn thì chỉ số TDS nó cũng lên nhiều các bạn đo nước mà có hàm lượng chất khoáng những cái chất bổ sung vào đó nhiều thì chỉ số TDS nó cũng tăng các bạn nhé các bạn hãy lưu ý cái này nhé đấy tường nước bẩn thì chỉ số ts rất là cao còn đối với nước tính khiết thì chỉ số ts nó chỉ là 3 thậm chí là 5 rồi còn đối với trường hợp là nước mà có nhiều bổ sung nhiều có một số số dòng máy lọc nước cao cấp ấy bổ sung nhiều khoáng ấy thì chỉ số ts của nó có thể lên đến 7, 8, thậm chí là 15, 20. nó bổ sung rất là nhiều và các bạn đã uống cảm thấy cảm giác nó tạo độ ngọt cho nước Đúng không? nhưng mà theo mình thấy ấy, thì cái tạo độ ngọt này mình thấy không thấy không, không quá là quan trọng. Mình chỉ chỉ thấy là cái 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 mình chỉ muốn là sử dụng nước tinh khiết thôi. Đấy đối với bản thân mình và cũng nhiều người như vậy. Bởi vì là khi các bạn có được bổ sung những cái chất đấy qua đường ăn uống cũng được. Đó, theo 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 bản thân mình nghĩ là như vậy. Đấy, các bạn chỉ cần tạo ra nước tinh khiết thôi, Để uống mà nó cảm giác là nó, nó 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 tinh khiết được ạ. Đó. Còn đối với trường hợp là Trường hợp là um, Trường hợp là nhiều bạn ấy uống nước Có cảm giác là nước nó không được sạch Nó là nước nó có một cái mùi khôi rất là khó chịu Thì do cái lõi lọc của các bạn đã bị Một vấn đề Và các bạn vấn đề Và thứ nhất là lâu các bạn không sử dụng Thì lâu các bạn không sử dụng À sorry lâu các bạn không vệ sinh Hoặc là lâu các bạn không thay thế Nếu mà các bạn vệ sinh rồi Để lâu quá các bạn các bạn không thay thế thì nó cũng rất là rất là lọc kém, được chưa? lọc kém cho nên là um, các bạn cần phải thay thế, các bạn nhá đấy, phải thay thế. Bởi vì là nếu mà không thay thế định kỳ ấy, thì nó sẽ giúp cho cái đấy, cái, cái, cái 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 lõi nó, nó nó hoạt động nó không 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 được tốt, các bạn nhá, đấy, nó không được tốt và nó nó kiểu như là sau một thời gian nào đó thì cái lõi lọc nó sẽ đến 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 kỳ phải thay rồi các bạn, Đó. nó 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 không thể lọc được tốt như là cái ban đầu hoặc là lọc được tốt như là những cái lần các bạn rửa lõi lọc nữa, được chưa? đấy cho nên là các bạn cần phải chú ý cho mình mà là 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 thay thế định kỳ, chưa? thay thế định kỳ cái lõi như tầm khoảng một năm thì các bạn phải thay, thường là các bạn phải thay một năm thì các bạn phải thay, thay những cái lõi lọc đấy. còn đối với trường hợp nhiều bạn ấy bảo là tại sao em tại sao mua nước các bạn uống nước ngữ ước ấy mình uống nước quen rồi ấy. khi mà khi mà nhiều lúc các bạn uống nước ấy thì những cái đơn vị sản xuất có nhà đơn vị sản xuất những cái nước lọc ở ngoài thị trường ấy mình thấy một số khu vực nhá mình 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 không nêu ra à, chỉ rõ ra có một số khu vực ấy sử dụng những cái thương hiệu nước lọc có nghĩa là chiết xuất có nghĩa là sử dụng nước lọc có nghĩa là tự tạo ra tự tự lọc ra sau đó cung cấp những cái nước lọc đấy ra ngoài thị trường kém chất lượng khi mà uống phải những cái chai nước đấy thì thì có cảm giác là nước có mùi mà nó có một cái vị gì đó nó rất là khó khó để nuốt mình đã gặp những cái trường hợp đấy rồi có nghĩa là họ vẫn ví dụ như họ vẫn họ vẫn có một cái thương hiệu nước là thương hiệu này thương hiệu nọ nhưng mà họ có thể đóng lại được các bạn nhé ví dụ như có những cái bình nước ví dụ như bình nước này bình nước bình nước đấy bình nước ví dụ như ví dụ như ví dụ như những cái bình nước như này chẳng hạn họ có thể đóng lại được các bạn nhé mình đang ví dụ thôi nha ví dụ như có những cái bình nước như này họ có thể đóng lại được họ có thể tự tự sử dụng máy lọc nước cá nhân nếu mà chất lượng còn được nhưng mà nếu mà những cái máy lọc nước đó họ không đầu tư họ chỉ với mục đích là lợi nhuận ấy thì họ có thể lọc ra bình thường có, có những cái Nói lọc quá 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 thời hạn bởi vì họ họ lọc với cái 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 tần suất với là cái công suất lớn mà cho nên là họ ít khi thay ấy, thì họ có thể làm giả giả được hoặc là họ làm những cái nước chất kém chất lượng ấy thực sự là nói cái cái chỗ cái cái nước như này các bạn có thể đóng lại rất là dễ dàng Đấy, đóng lại những cái 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 bao bì như này đấy đóng lại rất là dễ dàng đó. những cái máy lọc nước cá nhân hộ gia đình vẫn có thể lọc được như này và vẫn có thể cung cấp ra thị trường như này mang một cái thương hiệu nào đó đấy cho nên làm nhiều bạn uống và các bạn sẽ cảm giác là nó không được có một cái mùi gì đó thì đó là do cái cái cái, cái những cái thương hiệu nước đó nó không được có thể là do một đơn một số đơn vị nào đó họ làm kém chất lượng rồi ạ bằng mục đích là kiếm lợi nhuận từ những cái đấy và cho nên là các bạn cần phải cần phải chú ý rồi nó khi mà chú ý khi mà các bạn là cần phải chú ý khi mà các bạn thay lõi lọc thường xuyên bạn đấy thì các bạn thấy bẩn bẩn một tí ở lõi lọc thứ, thứ thứ nhất thì các bạn nên thay đấy nên thay thay thứ nhất là thay lõi lọc hoặc là các bạn vệ sinh lõi lọc thứ nhất là đầu tiên đã thứ hai là lõi lọc thứ hai hoặc là tiếp theo là lõi lọc thứ ba để tránh ảnh hưởng đến lõi nano đấy thường các bạn hay bị tắc ở lõi nano nhất đấy lõi nano lõi lo này lõi lõi lọc nước lo ấy đấy thì lõi lọc nước lo đấy nó là quá là quan trọng bạn nhé quan trọng nhất đa số bị mất tiền nhiều nhất ở lõi lọc lo đấy cho nên là các bạn cần phải lưu ý đến một cái khoảng thời gian nào đó thì bạn thấy là lõi cả... lọc của chúng ta nên thay thì bạn nên thay ví dụ như các bạn mua một cái máy lọc nước tầm khoảng vài triệu đi tầm khoảng vài triệu đi thì các bạn nên thay khi mà khi mà các bạn sử dụng lâu ấy đấy bởi vì là trường hợp là ví dụ như là các bạn mua một cái máy tầm khoảng 4 5 triệu đi. Được chưa? Đó. Nhưng mà rất là nhiều người lại tiếc tiền thay lõi lọc nước tầm khoảng 2 3 chục nghìn, thậm chí là Đấy 2 3 chục nghìn đối với lõi lọc 1 2 3 chắc là tầm khoảng 2 3 chục nghìn à sorry, tầm khoảng uh, vài chục nghìn được chưa? Thậm chí là lõi lọc cao một tỷ là 100 nghìn, vài trăm nghìn thì các bạn tiếc tiền thay thì rất là nhiều bạn tiếc tiền thay kiểu kiểu đấy nhé, bạn nhé. mua một cái máy lọc nước 4 đến 5 triệu chẳng hạn thậm chí là 10 triệu đi chẳng hạn thì các bạn lại tiếc tiền thay lõi lọc thì nó là nó, 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 mình thấy là nó không đáng chút nào chẳng hạn đấy bởi vì là uh, cái cung cái nước cung cấp ra ra ấy, thì cho chúng ta để uống chẳng hạn. thứ nhất là các bạn nên vệ sinh và nên thay Thế dạ không được thì các bạn nên thay đó theo mình nghĩ là như vậy nó tránh cái hiện tượng là nó tránh hiện tượng là các bạn không thay ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái lõi khác các bạn nhé ví dụ như lõi một hai ba nó quan trọng nhất nếu mà các bạn sử dụng lâu mà các bạn không thay thì nó sẽ ảnh hưởng đến lói lô đấy lõi lô là lõi thường là lõi số 4 ấy. sau đó sẽ ảnh hưởng đến lối, những cái lõi tạo độ khoáng cho 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 nước đấy nó ảnh hưởng kéo theo rất là nhiều và hơn thế nữa đó là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta cho nên là các bạn cần phải chú ý cho mình cái vấn đề này đấy cho nên là các bạn cần phải thường xuyên thì tầm khoảng hai ba tháng ấy thì đối với các hộ đối với các hộ gia đình bình thường ấy thì các bạn nên vệ sinh đấy, vệ sinh lõi một nhất là lõi một này các bạn phải thường xuyên chăm sóc lõi một nhiều hơn và nhiều hơn lõi hai và lõi ba đấy phải thường xuyên đấy và các bạn cứ vệ sinh như thế hai ba lần sau đó tầm khoảng 1 năm thì các bạn nên thay Còn tùy với cái công suất nước nữa các bạn cảm giác là nó không ổn nữa thì các bạn nên thay đó theo mình thấy là cái lói lọc ấy thì nó đối với trường hợp lọc như thế này nó sẽ không được vĩnh, vĩnh cửu đâu nó chỉ được một thời gian thôi đối với các bạn sử dụng máy lọc nước ấy. máy nào cũng thế thôi máy đắt tiền là máy rẻ tiền đấy thì nó phụ thuộc mỗi cái, với phụ thuộc với cái loại lõi lọc lõi lọc nhiều tiền đấy hay nói lọc ít tiền đấy thì thường đa số thì mình thấy là có, có thường thì sẽ có những cái loại lõi lọ, lọc, lọc hàng giả các kiểu ấy nhưng mà các bạn phải cẩn thận bởi vì những cái công nghệ làm giả những cái lõi lọc đấy nhưng mà mình đang nói là cái lõi lọc bình thường các bạn nhé đây những lõi lọc của cái, những cái công ty sản xuất ra thì đa số tuổi thọ nó chỉ đến như vậy thôi được. bởi vì các bạn cho những cái chất thải kết bẩn vào ấy thì làm sao lõi lọc của chúng ta có thể là hoạt động bền bì được ạ. Đó, nó cũng sẽ tuổi thọ có tuổi thọ nhất định nào đó cho nên là các bạn cần phải chú ý cho mình cái 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 vấn đề này được chưa đó đó là cái vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn về cái vệ sinh lõi lọc cũng như là cái thay thế lõi lọc Đấy. nếu mà các bạn không vệ không không vệ sinh thường xuyên ấy thì nó sẽ dẫn đến bị tắc và các bạn sẽ thay thế nhanh hơn đó, hay, hay nhanh nhanh hơn là các bạn là vệ sinh các bạn nhé sẽ thay thế nhanh hơn đó tùy thuộc với cái công suất nữa nhưng mà nhưng mà thường nó nó là như vậy nó có những cái người sử dụng ấy đấy có những hộ gia đình sử dụng thì tầm khoảng vài tháng thì đã phải thay lõi lọc nano rồi à, lõi lọc ro rồi nó rất là phí mặc dù công suất của nhà không 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 lớn Được đấy, cho nên là các bạn cần phải chú ý cho mình là thay thế có nhiều trường hợp ấy thì còn chế chế lõi lọc ví dụ như lõi lọc thô thứ nhất thì có thể chế thêm hai lõi lọc nữa để lọc nước sơ cấp nếu mà nước quá bẩn, nhiều mình 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 thấy nhiều bạn chế thêm 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 hai lõi lọc đấy bạn, hai lõi lọc thứ nhất gọi là lõi lọc năm mươi km micromet đấy, lõi lọc thô thứ nhất đấy, chế thêm hai lõi và lõi thứ hai cũng để chế thêm hai lõi, nhiều bạn mình đã thấy rồi nước bẩn quá thì phải chế như vậy, đấy chế hai hai lõi đó. Và sử dụng máy bơm tăng áp cao hơn nữa Công suất cao lớn hơn nữa Cái máy bơm tăng áp này thì đa số mình thấy là Có một số đơn vị sản xuất được Nhưng mà có một số đơn vị vẫn nhập khẩu của Thị trường Trung Quốc là nhiều Đó Thì như vậy thì máy sẽ lọc tốt hơn Đó, nhiều bạn sử dụng như vậy Đó Hai lõi lọc đầu tiên này nhiều bạn đã đi Có có nhiều bạn sử dụng là Lõi lọc 1, 2, 3 Tính cả thoát nào tính nữa là Lõi lọc thô là 5 lõi ạ sau đó lõi một và lõi hai mỗi tăng thêm một lõi nữa để bảo bảo cho cái cái tốt hơn sau đó đến than hoạt tính Đấy, hoặc là than hoạt tính ở để ở vị trí thứ hai sau đó tiếp tục là lõi lọc tiếp theo hoặc là lõi lọc một một, một micromet để phía phía sau lõi lọc than hoạt tính Đấy, đó để lọc được bảo cho chất lượng đầu vào cung cấp nước tốt hơn sạch hơn Đấy, đó để chế thêm như vậy đó là cái cái video mình chia sẻ với các bạn để các bạn có cái kiến thức thêm về cái máy lọc nước bởi vì máy lọc nước thì hiện tại đa số rất là thiết yếu cho cho các hộ gia đình cũng như là như mọi người sử dụng nước tinh khiết vậy, uống ngay đó đó là cái nội dung video à mà cái nước mà các bạn cung cấp đầu vào ấy, thì các bạn cũng phải biết là cái nước của các bạn cung cấp vào là nước sử dụng với nguồn nước máy nguồn nước giếng hay là nguồn nước suối, được rồi, nhiều bạn sử dụng những cái máy lọc nước từ những cái nguồn nước khác nhau thì cái tuổi thọ của lõi lọc nó sẽ giảm nhanh hơn, được đấy, lõi nước lọc càng bẩn thì tuổi thọ lõi lọc giảm, thì các bạn nên vệ sinh thường xuyên hơn nhiều hơn, được rồi, đó, cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình các bạn nhé. đấy, cái nguồn nước, ấy. thường là mình thấy là sử dụng những cái nước những cái nước mà nó đã tinh khiết sẵn rồi đến cái nước tinh khiết sẵn đấy có nghĩa là sorry những cái nước mà nó sạch sẵn ấy. ví dụ như các bạn sử dụng những cái nước nước ít 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 vôi này đấy nước ít vôi hoặc là nước ít nước mưa chẳng hạn đấy hoặc là những cái nước mà các bạn các bạn ví dụ như một số nước mà nó quá bẩn ấy thì các bạn nên để bơm em một cái bể để lắng động đi sau đó các bạn mới, mới 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 mới, hút mới mới để cho nước cái nguồn nước đấy cho vào máy tránh cái hiện tượng là các bạn uh, nước đục các bạn cho vào máy trực tiếp luôn ví dụ như có những cái nguồn nước đá vôi thì các bạn bơm từ diễng lên ấy, thì các bạn có thể bơm vào một cái bể chứa hoặc là một cái thùng chứa sau đó để lắng động những cái nước đá vôi đi. tất nhiên là trong nước muốn có là lọc ở trong máy vẫn có nhưng mà nó sẽ hạn chế đi được chưa đó Hoặc là các bạn sử dụng nước mưa Đối với trường hợp nước mưa thì Thì các bạn cũng có thể lọc được tốt Nước mưa thì cũng có một số chất thải Ví dụ như những cái chất thải từ những cái nhà máy ấy, trên trời ấy, Kiểu đó, thải lên khí quyển thứ Bây giờ nó không được sạch như là thời xưa rồi các bạn Vẫn phải lọc qua hết Lọc qua hệ thống nước lọc nếu mà uống nước lọc tinh khiết Đấy Những cái nước suối ở trong những cái nước suối gọi là những cái nước khoáng suối ấy. người người ta có thể người những cái đơn vị sản xuất đấy người ta có, có 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 lấy về uống trực tiếp ngay thôi ít lắm người ta vẫn phải lọc qua máy lọc các bạn ạ đấy lọc qua máy lọc để tạo ra cái nước lọc đấy nhưng mà có thể là họ chỉ lọc những cái tạp chất có hại đi nhưng mà những cái nước suối đấy nó vẫn để những cái mùi vị của những cái nước ở trong suối đấy ra nhưng mà nó họ chỉ loại bỏ những cái tạp chất mà nó nó nó, nó gây hại cho cơ thể dạ. Nhưng mà vẫn giữ được cái vị nước suối. Đó, người ta vẫn lọc qua hết. Đó, đó là cái video mình chia sẻ với các bạn được chưa? Dạ. Để các bạn có được một cái cái nhìn mới hơn, cũng như là có, có có cái nhìn tích cực hơn về cái máy lọc nước cũng như là bảo dưỡng tốt hơn được chưa ạ? Dạ. Đó, đó là cái video mình chia sẻ có bạn nào có câu hỏi cũng như là thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở dưới phần description video thì mình sẽ giải đáp với các bạn. Nào. Goodbye các bạn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời các bạn. Bye bye.